họ vì khó khăn trong việc chẩn đoán cho nên là các tiêu chuẩn được đưa ra rất là nhiều nhưng sau đó là không còn ứng dụng được. Đầu tiên năm 78 thì tiêu chuẩn Manning là tiêu chuẩn đầu tiên. Thì các triệu chứng chính là đau, tăng tần suất đi tiêu sau khi bắt đầu đau, giảm đau bụng sau khi đi tiêu và căng tức bụng. Có hai triệu chứng nữa là thoát hơi không hoàn toàn và chất nhầy trong phân. Tuy nhiên là cái tiêu chuẩn này không phân biệt được táo bón và là tiêu chảy, mà cái việc này thì lại rất quan trọng trong điều trị. Cho nên là năm 84 có thêm một tiêu chuẩn CRUSH. Thì tiêu chuẩn này là dùng ba triệu chứng là đau bụng, chướng bụng và thay đổi chức năng ruột. Và tiêu chuẩn này nhấn mạnh cái sự cần thiết của các dấu hiệu cảnh báo cũng như loại trừ bệnh cơ năng cũng như là khám sức khỏe và xét nghiệm. Tuy nhiên là nó quá cồng kềnh trong thực hành lâm sàng. Cho đến năm 88 thì một nhóm chuyên gia đã họp tại Rome để thảo luận về FGD, các rối loạn tiến hóa chức năng. Họ đưa ra một cái tiêu chuẩn Rome 1 với độ nhạy là 85% và độ đặc hiệu là 71%. Thì có trong cái tiêu chí này có cái triệu chứng đầy bụng. Đến năm 1999 thì họ lại tiếp tục họp lại và thêm cái triệu chứng khó chịu vào triệu chứng chính và yêu cầu các triệu chứng thì xuất hiện ít nhất 12 tuần trong số 12 tháng, không cần liên tục. Tuy nhiên thì chưa phân loại được thành các cái xuất tiếp. Đến năm 2006 thì Romba Recording thì in progress. Romba đã được họ đã họp lại và đưa ra tiêu chuẩn Romba thì phân loại thành các xuất tiếp là CDMU. Thì cái này mình sẽ nói ở phần sau. Và họ loại bỏ triệu chứng đầy hơi có triệu chứng chính vì nó quá phổ biến tới mức là nó không nhạy và không đặc hiệu cho bệnh nhân EBA. Thì tiêu chuẩn Romba là tiêu chuẩn làm đau bụng tái diễn hoặc là khó chịu đó. Được định nghĩa là cảm giác không thoải mái, không được mô tả giống như là đau và có triệu chứng là ít nhất 3 ngày trong một tháng và trong vòng 3 tháng trước đó. Các triệu chứng là cải thiện sau khi đi phân và khởi phát cùng với một sự thay đổi về tần suất đi phân và khởi phát đi kèm với một sự thay đổi về hình dạng phân. Các tiêu chuẩn này là ít nhất 3 tháng, triệu chứng khởi phát trong vòng ít nhất 3 tháng, vòng 6 tháng. Thì sau sau đó đến năm 2016 thì là mới nhất, hiện tại là mới nhất là Rome 4. Thì định nghĩa hội chứng được kích thích là một rối loạn chức năng của ruột, trong đó đau bụng tái phát liên quan đến đại tiện hoặc thay đổi thói quen đi tiêu. Các thói quen đi tiêu bị rối loạn thường gặp là táo bón, tiêu chảy hoặc là kết hợp giữa táo bón và tiêu chảy, cũng như các triệu chứng đầy hơi và chướng bụng. Khởi phát triệu chứng thì nên xảy ra ít nhất 6 tháng trước khi được chẩn đoán và các triệu chứng xuất hiện trong vòng 3 tháng qua. Về tiêu chuẩn Rome 4 thì tiêu chuẩn Rome 4 là các triệu chứng đau bụng tái diễn trung bình ít nhất một ngày trong vòng một tuần và trong vòng 3 tháng. Liên quan đến 2/3 triệu chứng là liên quan đến đi ngoài, liên đi kèm với sự thay đổi tần suất đi phân và đi kèm với sự thay đổi hình dạng phân. Triệu chứng thì khởi phát vòng 3 tháng và ít nhất 6 tháng trước khi chẩn đoán. Thì có điểm gì mới trong trong 4 so với trong 3 thì thay đổi về đầu tiên là bỏ cái triệu chứng bỏ đầu tiên là bỏ cái triệu chứng khó chịu, bởi vì cái triệu chứng này nó mơ hồ và nó khó 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 để khai thác. Rồi sau đó là thay đổi cái ít nhất 3 ngày một tháng trong vòng 3 tháng thành ít nhất một ngày một tuần trong vòng 3 tháng. Đối với triệu chứng mà đi đi kèm với đi ngoài, đau bụng đi kèm đi ngoài thì không cải thiện nữa mà họ thay bằng là có đi kèm thôi, bởi vì nó có thể một số nhóm bệnh nhân là nó có thể tăng lên chứ không có nhất thiết là phải cải thiện. Và các cái onset tức là khởi phát khi liên quan đi kèm với tần suất và sự thay đổi hình dạng phân thì cũng được loại bỏ. Và đó là những điểm mới của Rome 4 so với Rome 3. Rồi về phân loại EBS thì EBS được phân loại thành 4 tiếp, 4 xuất tiếp là EBS-C constipation là hội chứng ruột kích thích có táo bón trội, EBS-D là diarrhea là hội chứng ruột kích thích với tiêu chảy trội, EBS-M là hội chứng ruột kích thích phối hợp,
sân khai là sân kẽ, ABS, O là hội chứng biểu thích không phân loại được. Thì cái việc phân loại các cái subtype này thì có một sự thay đổi sau năm 3 là loại cái phân cái loại subtype như vậy thì dựa trên thói quen của bệnh nhân vào những ngày có nhu động độ bất thường chứ không phải là tất cả các ngày, bao gồm những ngày bình thường. Thì phân loại nhận phân là phân loại thành đối với ABC, tức là đối với bốn nhóm thì dựa vào cái thang điểm phân Bristol, nhưng mà cái thang điểm này thì mình sẽ giới thiệu qua nhưng mà nó chỉ dùng trong các cái thử nghiệm lâm sàng nghiên cứu, cho nên là thường là dựa vào cái hình dạng phân của bệnh nhân khai với mình. Thì đối với thì nó giống như là cái tên phân loại, thì nếu mà tiêu chảy nhiều hơn thì ABC, còn theo định táo bón nhiều hơn, tiêu chảy nhiều hơn thì ABD, táo bón nhiều hơn thì ABC, còn không không phân biệt được thì là SM. Còn nếu mà gần như tức là còn nếu mà theo cái tiêu chuẩn á, theo tiêu chuẩn phân biệt của RON 4 thì trên 25% cái số lần đi ngoài bất thường, mà nếu nếu mà táo bón nhiều hơn, tức là loại phân tuyếp 1, tuyếp 2 theo Bristol thì là ABC, còn nhiều hơn 2% mà tiêu chảy, loại phân phân theo hướng thế tiêu chảy là tuyếp 6, tuyếp 7 thì là IBSD, còn nếu mà cả hai loại phân đều trên 25% là IBSM, còn lại là IBSU. Thì Bristol Stool Form Scale, thang điểm đánh giá hình dạng phân là một thang điểm thuận tiện để mô tả thói quen đi tiêu của bệnh nhân, nhưng mà chỉ được thường được hiện trong các thử nghiệm lâm sàng nên cũng nói qua. Thì cái hình dạng phân của từ tiếp 1 tiếp 7 là từ cứng tới lỏng, thì tiếp 1 tiếp 2 là dạng phân cứng là xếp loại táo bón, còn tiếp 6 tiếp 7 thì là dạng lỏng tiêu chảy, còn tiếp 3 tiếp 4 là bình thường. Tiếp cận chẩn đoán với bệnh nhân này thì bệnh nhân này bệnh sử là bệnh nhân mô tả triệu chứng kéo dài 5 năm, bắt đầu sau một đợt nghi ngờ mắc bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa do thực phẩm lây nhiễm. Bệnh nhân cho biết là cái triệu chứng hiện tại là đau bụng dưới, đi ra ngoài phân lỏng kèm theo cảm giác móc rặn, đầy hơi và chướng bụng. Bệnh nhân trải qua các xét nghiệm liên quan đến phân huyết thanh và kết quả thì không có gì chú ý. Đáng chú ý là các thử nghiệm về việc hạn chế sử dụng fructose, lacto và gluten cũng không giúp ích được gì do có triệu chứng dai dẳng và bệnh nhân trải qua một cuộc nội soi đại tràng thì kết quả xem thiết bình thường, được bắt đầu điều trị và viramic để giải quyết tình trạng tiêu chảy. Tuy nhiên thì bệnh nhân cũng chưa được chẩn đoán IBS. Thì trong cái lưu ý khi khai thác bệnh sử bệnh nhân IBS thì để chẩn đoán được một bệnh nhân IBS thì cái điều tiên quyết là mình phải có được một cái bệnh sử thật là cụ thể. Thì bước đầu tiên là mình phải lắng nghe câu chuyện của bệnh nhân, dành thời gian để bệnh nhân để họ kể lại câu chuyện của họ. Điều này sẽ giúp thiết lập nền tảng vững chắc trong việc xây dựng mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân. Thì sau khi có được bệnh sử thì mình sẽ tóm tắt bệnh sử, xem xét tất cả các nghiên cứu chẩn đoán và điều trị trước đó, hỏi xem bệnh nhân họ có sợ hoặc là lo lắng gì về triệu chứng của họ hay không, và mình nên thực hiện một cái khám sức khỏe, một khám sức khỏe để làm yên lòng bệnh nhân, để họ họ biết là cái bệnh của họ đang được xem xét. Bệnh nhân này thì không có người có người không không có các bệnh nhân không có triệu chứng, không có táo bón cho nên là không cần khám trực tràng, nhưng đặc biệt là bệnh nhân mới soi nội soi đại tràng thì bình thường. Tuy nhiên ở những bệnh nhân mà có táo bón và không có nội soi trước đó thì nên khám trực tràng cẩn thận. Về các dấu hiệu cảnh báo của bệnh IBS thì đầu tiên là có máu trong phân, sụt cân ngoài ý muốn, ăn mất ngon, các triệu chứng xuất hiện về đêm, có sốt, có cổ trướng, có tiền sử gia đình bị ung thư đại tràng hoặc là bệnh nhân 50 tuổi trở lên. Thì những bệnh nhân có dấu hiệu cảnh báo thì mình phải cho chỉ định nội soi đại tràng để tìm các bệnh thực thể. Còn nếu không có dấu hiệu cảnh báo thì mình phải thu thập thêm tiền sử và xác định xem bệnh nhân có đáp ứng với tiêu chuẩn RON4 hay không, và có thể chỉ định các lâm sàng khác để chẩn đoán phân biệt. Thì về chẩn đoán phân biệt đối với bệnh nhân IBS thì các bạn thường xuất hiện tiêu chảy thì cần loại trừ trước tiên. Đầu tiên là viêm đại tràng vi thể hoặc là bệnh IBD. IBD là bệnh viêm ruột, là bệnh celiac, nhiễm trùng, cường giáp.
kém hấp thu carbohydrate, tiêu chảy axit mặt. Mặt khác thì các rối loạn xuất hiện kèm theo táo bón cần được loại trừ, ung thư đại trực tràng, các bệnh ác tính hậu môn lòng tắc nghẽn lòng đại tràng, đại tiện khó khăn, suy giáp, các lý do khác gây đau bụng như là lạc động mạch tử cung, ung thư thừa, viêm vùng chậu, ung thư buồng trứng, loại trừ ở bệnh nhân IBS. Các cận lâm sàng có thể đề nghị thì có thể dùng công thức máu để nhắn không bị thiếu máu thiếu sắt, dùng thêm CRP giảm nghi ngờ về bệnh IBS, bệnh viêm ruột IBD. Các xét nghiệm này là hormone giáp để nhắn cường giáp và suy giáp hoặc là trong bệnh IBD. Về đo cường độ can protein trong phân, đặc biệt là những bệnh nhân IBS bị tiêu chảy hoặc là bị tiêu chảy và táo bón, nó có thể giúp phân biệt IBS và IBD với độ chính xác tốt và có thể ngăn ngừa việc sử dụng nội soi đại tràng một cách bừa bãi. Thực hiện xét nghiệm celiac lý tưởng nhất là trong bối cảnh dùng gluten vì IBS có thể giống với cái rối loạn này. Kiểm tra tiêu chảy bằng axit mặt, do axit mặt bằng cách sử dụng taurin axit 75 homocholic hoặc là nồng độ CO2 huyết thanh. Tình trạng kém hấp thu carbohydrate thì hoặc là các cái rối loạn khác là mình dùng xét nghiệm hơi thở lacto hoặc là tránh dùng lacto, fructo, gluten và dựa trên cơ sở có sự giám sát của chuyên gia dinh dưỡng và mình sẽ đánh giá các trường hợp, những cái trường hợp mà nó không có đáp ứng với những không hấp thu những cái loại này. Đánh giá các bệnh lý khác gây đau bụng ở vùng bụng thì mình dùng siêu âm hoặc là CT bụng. Về chẩn đoán trên bệnh nhân này thì bệnh nhân rõ ràng là đáp ứng các tiêu chí của ROM4, các triệu chứng thì xuất hiện trên 6 tháng, cụ thể là 5 năm và bệnh nhân hoạt động, bệnh nhân các triệu chứng mà nó diễn tiến trong 3 tháng, bệnh nhân bị đau bụng trung bình hơn 1.000 tuần và cơn đau liên quan đến thời gian liên quan đến đại tiện rối loạn và sự thay đổi hình dạng và tần suất phân. Bệnh nhân cũng không có dấu hiệu cảnh báo. Ngoài ra thì xét nghiệm bệnh nhân được làm rất là nhiều xét nghiệm, gồm có nội soi đại tràng, hồi sinh thiết cũng như các cái xét nghiệm khác thì đều bình thường. Và nguyên nhân thì có thể là do lây nhiễm trong tự nhiên và cái việc thăm khám lâm sàng có thể là hỗ trợ thêm nhưng mà không được đánh giá là cao trong việc là chẩn đoán. Và cái ROM4 này, mình nhắc lại cái ROM4 là cái tiêu chuẩn chẩn đoán IBS thì đảm bảo bệnh nhân đau bụng tái diễn ít nhất một ngày một tuần trong vòng 3 tháng và liên quan đến 2-3 cái tiêu chuẩn là đi kèm với đi ngoài, đau bụng đi kèm với đi ngoài, đau bụng đi kèm với lại là một cái sự thay đổi về tần suất đi phân, đi kèm với hoặc là đi kèm với một cái sự thay đổi về hình dạng của phân. Và các triệu chứng thì khởi phát ít nhất 3 tháng trong vòng 3 tháng và trong trước đó ít nhất 6 tháng trước khi chẩn đoán, là chủ yếu dựa vào tiền sử thôi đấy, chứ không có liên quan gì tới xét nghiệm hay là thăm khám lâm sàng của mình cả. Cho nên là việc khai thác tiền sử là rất là quan trọng. Và chẩn đoán xuất tiếp thì bệnh nhân này việc chẩn đoán xuất tiếp thì nó sẽ hỗ trợ thêm cho việc là điều trị của mình. Trường hợp này thì bệnh nhân dường như là bị IBS đi tiêu chảy chủ yếu. Và chẩn đoán mức độ nặng, cái này là chẩn đoán mức độ nặng lấy trong cái ROM4 thì bệnh nhân dựa vào các cái triệu chứng như là về cái yếu tố như là tuổi, giới, đau bụng, số triệu chứng khác, chất lượng cuộc sống, khả năng làm việc, thì bệnh nhân này bệnh nhân nữ, nhưng nữ đau bụng thì thường xuyên, các triệu chứng thì đau bụng móc rạng, đi ngoài, chướng bụng, căng tức, đi cầu gấp, nói chung là triệu chứng, số triệu chứng là khoảng 4-5 triệu chứng thì mình có thể phân loại là phân loại mức độ nặng. Về nguyên nhân và cơ chế sinh lý bệnh thì bệnh nhân nên được biết về căn nguyên gây ra bệnh của mình. Đó. Và bệnh nhân này thì có vẻ là sau một cái nhiễm trùng ruột. Các cái cơ chế sinh lý bệnh có thể có, mặc dù nó không có cái cơ chế này thì nó không có giải thích được hoàn toàn tất cả các cái
cái bệnh EBS. Nhưng mà cái mà được nhấn mạnh nhất là cái rối loạn trục não ruột. Ở trong rung 4 người ta cũng nhấn mạnh cái này là các cái chế có thể có là rối loạn vận động ruột, tăng nội cảm tạng, tăng tính thấm ruột, kích hoạt hệ miễn dịch, thay đổi hệ vi sinh đường ruột và rối loạn trục não ruột. Điều quan trọng, nhắc lại điều quan trọng là bệnh nhân cần phải rời khỏi phòng khám của mình với một cái chẩn đoán tự tin, bởi vì cái chẩn đoán này á, cái chẩn đoán này sẽ giúp mình có thể đưa ra cái giả thoát là giáo dục và trấn an bệnh nhân. Bởi vì nếu có một cái chẩn đoán chắc chắn thì bệnh nhân sẽ không phải đi tìm tới một cái cơ sở y tế hoặc là một cái thầy thuốc nào khác và thực hiện thêm nhiều xét nghiệm nào khác sau này một cách là tốn kém. Em xin nói lại tóm lại về cái lưu đồ, mình lưu đồ ai viết gì à? Bệnh nhân mà đáp ứng với tiêu chuẩn rung 4 thì mình sẽ tìm xem có dấu hiệu cảnh báo hay không. Nếu có dấu hiệu cảnh báo thì mình điều tra xem có bệnh thực thể nào hay không. Không có dấu hiệu cảnh báo thì mình làm xem các xét nghiệm như là cũng máu, chức năng lắng máu, CRP, chức năng tuyến giáp, tìm máu trong phân, phân tích phân, các xét nghiệm tìm bệnh celiac. Nếu mà có thì mình tìm bệnh thực thể, không có thì mình làm theo chẩn, mình đưa ra chẩn đoán IBS. Rồi thì tiếp theo về điều trị bệnh nhân IBS thì phần này là em xin nói cái phần này, phần điều trị này thì em không có nắm hoàn toàn về liều thuốc, cho em chỉ nói về cái nguyên tắc và cái cách dùng thuốc là chủ yếu ạ. Về mục tiêu điều trị là tập trung cải thiện triệu chứng và cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân. Nguyên tắc chung là cá nhân hóa điều trị, tìm hiểu yếu tố làm nặng cho bệnh nhân như là thuốc và là chế độ ăn, vừa điều trị triệu chứng vừa chú ý phát hiện và điều chỉnh các loại tâm lý tâm thần. Là bệnh nhân IBS thì thường là các cái triệu chứng của họ là nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái sinh hoạt và thường sẽ có một yếu tố nào đó làm nặng thêm tình trạng này, ví dụ như là họ ăn các cái thực phẩm như nào đó, thì mình cần phải tìm hiểu các cái chế độ ăn của họ một cách kỹ lưỡng. Và đôi khi bệnh nhân bởi vì trải qua một cái hành trình khám bệnh xét nghiệm rất là nhiều, cho nên là cái tâm lý của họ rất là không bất ổn. Và họ có khi họ sợ một cái bệnh ác tính ở trong người mà họ không không mà sau khi nhiều bác sĩ vẫn không chẩn đoán được, đó là mình phải chú ý những cái điều đó. Và điều trị thì có điều trị dùng thuốc, không dùng thuốc, và trước tiên phải là điều trị không dùng thuốc trước. Và cái quan trọng hàng đầu là thiết lập mối quan hệ thầy thuốc bệnh nhân. Cái điều này được nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại là bởi vì thứ nhất, mình có được mối quan hệ thầy thuốc bệnh nhân thì mình sẽ khai thác tốt được cái bệnh sử đó. Bệnh nhân sẽ thoải mái tin tưởng và kể lại cho mình những đầy đủ nhất, nào từ từ là bệnh sử, triệu chứng, tần suất triệu chứng, về ngay cả về cái phân, rồi về cái chế độ ăn bệnh nhân có những thức ăn nào có thể làm tăng hay là làm nặng thêm tình trạng của bệnh nhân. Đó. Rồi về thuốc, rồi về về những cái lần mà bệnh nhân đã đi xét nghiệm hay là điều trị nào đó trước đây, những yếu tố điều ảnh hưởng tới điều trị hiện tại của mình, cho nên là mình phải thiết lập mối quan hệ với bệnh nhân. Đi kèm đó là giáo dục và trấn an cho bệnh nhân. Một số biện pháp như là tiết thực, như là ăn thêm chất xơ đối với bệnh nhân táo bón, giảm lacto, chảy, tránh thức ăn sinh hơi, cái FODMAP. Thì FODMAP này là một cái danh mục các thức ăn mà có thể sinh ra hơi, tâm lý liệu pháp và dục vân vân. Thì những cái loại thức ăn này thì mọi người có thể tham khảo thêm thì mình biết được cái loại thức ăn FODMAP này là những cái loại thức ăn mà có thể
sinh hơi. Và nếu bệnh nhân trong giai đoạn mình có những cái này thì mình có thể cân nhắc khi bệnh nhân tiết chế những cái loại thức ăn này, và người ta nghiên cứu là có thể nó có hiệu quả trong một một nhóm một một phần lớn một số bệnh nhân. Về điều trị dùng thuốc là chỉ định sẽ tùy thuộc vào kiểu triệu chứng là táo bón, đau bụng hay là tiêu chảy, về mức độ trầm trọng của bệnh là nhẹ vừa nặng, và các yếu tố kèm theo như là lo âu và trầm cảm. Về điều trị dùng thuốc thì có thể là dùng thuốc theo 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 kiểu táo bón, dùng thuốc theo kiểu tiêu chảy, dùng thuốc cho bệnh nhân đối với triệu chứng đau bụng hoặc là một cái số nhóm thuốc khác. Đầu tiên là điều trị về triệu chứng đau bụng là có các cái nhóm thuốc là tác động trực tiếp lên sự giãn các thành ruột, là Avarin, Mevarin, Minavirum, các tác động qua kháng cholinergic và kháng muscarinic là có simetobium, disiclomin, theosiamin, các loại chống co thắt như là dầu bạc hà hay là chondroitin. Các loại này thì làm cải thiện triệu chứng đau bụng, hay gọi là giảm co thắt ấy. Mình nên dùng cái từ là giảm co thắt hơn thay vì dùng từ giảm đau, vì bệnh nhân có thể là không thích cái không 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 muốn dùng cái loại thuốc này nếu mình dùng cái từ là thuốc giảm đau, và nó ít hiệu quả lên là như đồng ruột, chỉ là chỉ cải thiện triệu chứng đau bụng mà không. Về điều trị IBS-C là gồm có các chất tạo xơ nhuận trường, lubiprostone, linagliptic, glucocorticoid, thuốc đồng bằng nam T4 là thuộc thể serotonin. Là lubiprostone là thuốc kích thích cái kênh calo tiếp 2 trong lòng ruột và điều trị cái triệu chứng tiêu chảy và buồn nôn. Đối với linagliptic là thuốc đồng vận với lại là receptor guanylate cyclase và cũng điều trị triệu chứng tiêu chảy. Đối với glucocorticoid là đồng bằng T4, là nó là T4 là cụ thể của serotonin, thì đồng bằng T4 trong glucocorticoid sẽ làm cải thiện, sẽ làm tăng giảm tiết cái tăng giảm tiết nhiệt và giảm như đồng ruột. Về điều trị IBSD là có chống tiêu chảy, là không có loperamide. Như vậy trên bệnh nhân này là được dùng cái loperamide, rifaximin, alosterol là đối bằng T3, helosaduline, thuốc thay giá axit mặt, sulfastran. Thì chất chống tiêu chảy loperamide, rồi rifaximin là một cái kháng sinh, một kháng sinh đường ruột mà nó không hấp thu thì nó cũng có tác dụng trong việc kéo nước vào lòng ruột, làm chống táo bón, chống nhầm bệnh nhân có cái rifaximin là một cái kháng sinh ở trong không hấp thu ở trong trong đường ruột. Về aldosterone là một cái đối vận kháng T3. Về elusadolin là một cái đồng vận receptor mi và cấp 3 opioid và đối vận receptor delta, các thuốc thoái giãn axit mặt nữa. Về thuốc chống trầm cảm thì nó tác dụng giảm đau bụng độc lập với tác dụng cải thiện về tâm thần. Cơ chế của thuốc chống trầm cảm là hỗ trợ giải phóng endorphin nội sinh, ngăn ngừa tác thu noradrenaline, làm giảm các đường dẫn truyền đau, khóa các neuron kích thích đau serotonin. Chống trầm cảm 3 vòng thì thông qua hoạt tính kháng cholinergic, giảm nhu động ruột, qua đó thì có cho bệnh nhân IBS tiêu chảy trội. Về thuốc chống trầm cảm, có thuốc chống trầm cảm 3 vòng và thuốc trầm cảm chế receptor serotonin có chọn lọc, SSRI. Thì đối với thuốc chống cảm 3 vòng thì liều khởi đầu có thuốc amitriptyline, nortriptyline, imipramine, escitalopramine. Liều khởi đầu thì thấp, tăng dần mỗi 1-2 tuần theo dung nạp và đắp điều trị. Đối với thuốc chống trầm cảm SSRI là thì mình khi mình có là paroxetine, fluoxetine, sertraline, chỉ định khi không dung nạp với thuốc chống trầm cảm 3 vòng.
Và các liệu pháp thay thế khác là men vi sinh, dầu bạc hà, thảo dược châm cứu và bổ sung men. Vậy rồi thấy mức độ nhẹ vừa nặng, cái này em lấy trong cái nhóm 4, nhưng mà nó không có rõ ràng, nhưng chỉ giới thiệu sơ qua thôi, mọi người có thể đọc thêm. Nếu độ nhẹ thì có giáo dục chấn an bệnh nhân, thì về chế độ ăn và dùng thuốc thì có thể là tránh dùng các thực phẩm sinh hơi và các thuốc cải thiện triệu chứng. Về điều trị mức độ vừa, có theo dõi triệu chứng bệnh nhân, các điều trị dùng thuốc theo cái triệu chứng đặc hiệu, điều trị về tâm lý, điều trị mức độ nặng thì tiếp cận cần phải tiếp cận đầy đủ hơn 12 bước theo, và dùng thuốc chống trầm cảm cũng như là giới thiệu đến những cái trung tâm điều trị chuyên sâu hơn. Em giới thiệu sơ qua thôi, có thể tìm đọc thêm. Và theo Hiệp hội Tiêu hóa Thế giới có 3 mức độ tiếp cận điều trị IBS. Bước 1 là tâm lý tích cực, thay đổi lối sống và điều trị triệu chứng. Đau thì dùng chống co thắt, về táo bón thì dùng tiết thực bổ sung chất xơ, người tiêu chảy thì dùng thuốc chống tiêu chảy thông thường. Đó là bước, đó đối với bệnh nhân mà mức độ nhẹ. Đến mức độ vừa thì mình tiếp tục mình dùng những cái cũ như là tâm lý tiếp tục thay đổi sống, mình có thể thêm kháng sinh, thêm bồ rục, tức là cái men điều trị triệu chứng thì dùng thuốc giảm đau. Đối với triệu chứng đau thì dùng thuốc chống co thắt, có thể dùng thêm thuốc chống trầm cảm 3 vòng liều thấp. Đối với táo bón thì dùng tiết thực bổ sung sơ, tiêu chảy thì dùng thuốc chống chảy thông thường. Đối với bước 3, đối với nhân nặng hơn thì ngoài những cái thuốc như cũ thì đối với đau thì có thể là dùng chống trầm cảm 3 vòng liều thấp, là dùng nhóm SRI nếu mà không đáp ứng lại chống trầm cảm 3 vòng. Đối với táo bón thì có thể dùng thêm dòng tràng thành thấu Lactulose là Lubiprostol. Nó tiêu chảy thì có thể dùng aldosterone. Về cái aldosterone này thì em đọc được là nó chỉ mà không được dùng trọng tải, mà nó chỉ dùng được cân dùng một cách cẩn thận, dùng trên nhóm bệnh nhân phụ nữ có thai mà có IBS và được theo dõi cẩn thận. Để tiêu chảy đầy bụng thì có thể dùng thêm rifaximin. Đối với tiếp cận tâm lý và có thêm là tiếp cận tâm lý thôi miên, tâm lý điều trị theo nhóm. Và em xin tổng kết lại cái bài hôm nay thì thông qua cái lâm sàng của một bệnh nhân nữ, và bệnh nhân này thì sau khi một cái nhiễm trùng đường ruột là một yếu tố khởi kích của một khởi phát của một cái IBS, thì bệnh nhân có những cái triệu chứng tiêu chảy là chủ yếu, tiêu chảy trội và đi kèm với các triệu chứng đầy hơi, chướng bụng, mất ăn, vân vân. Các triệu chứng này nó chỉ có là triệu chứng về rối loạn đi ngoài thôi, kèm với đau bụng, và bệnh nhân thực hiện rất là nhiều các cái phương pháp xét nghiệm khác nhau, kể cả nội soi đại tràng và sinh thiết thì đều không cho kết quả nào hết. Thì cho đến khi gặp được một bác sĩ có thể chẩn đoán được IBS bệnh nhân thì bệnh nhân mới có thể chấm dứt cái quá trình này. Và mình tổng kết lại, IBS là một bệnh rất là phổ biến, ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng sống của người bệnh cũng như làm tăng lên cái chi phí điều trị và chăm sóc y tế. Chưa có một cái điều trị nào đặc hiệu cho bệnh này. Giáo dục bệnh nhân và thiết lập mối quan hệ thầy thuốc bệnh nhân là vai trò vô cùng quan trọng trong chiến lược điều trị. Mình phải phối hợp với điều trị dùng thuốc và điều trị không dùng thuốc để có phần cải thiện triệu chứng cũng như nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân. Kết quả nghiên cứu thì ngoài ra thì có một số cái kiến thức mới mà em nhắc tới ở đây. Được rồi, em xin hết ạ. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Cảm ơn thầy. Em thấy Rồi, xin nha, cảm ơn đang trường đúng không? dạ Nói về kiến thức của em là tốt đó, chuẩn bị bài này rất là tốt, đọc là nhiều, đọc nhiều, kể cả đọc những tài liệu rất là lịch sử nữa, thì phải nói đây là cái chuẩn bị của trường như vậy là tốt rồi. Tuy nhiên hôm nay là chúng ta sẽ học là học nhiều về lâm sàng, nặng về lâm sàng, lấy lý thuyết để mà bổ sung cho cái lâm sàng mình thôi. Cho nên là thầy sẽ hỏi là quay cái lâm sàng, và chủ yếu là cái lâm sàng.
Vậy ca này thì cái chẩn đoán của chúng ta là IBS-C thì rõ quá rồi. Mức độ như thế này thì các em có nghĩ là nặng hay nhẹ? Chắc có lẽ xin mời bạn Tài đi. Có Tài đó không? Dạ Xin có. mời bạn Tài. IBS-C. Cái này là AVN IBS-D. Đúng không? Cái này thì Dạ. chắc có lẽ thì chúng ta cũng làm xét nghiệm đủ rồi á. Đây. Chẳng đoán thì chắc không có vấn đề gì nữa. Cũng tương đối rõ là thầy thấy là rõ. Vấn đề bây giờ trừ là chúng ta có để xua lại một chắc một tí. Thứ là ca này là mức độ có nặng không? Trước mắt là chẩn đoán chắc chắn chưa? Đấy, chẩn đoán có chắc chắn chưa? Và cái loại này thì có cái gì đặc biệt không? Ca này thì có cái gì đặc biệt một chút không? Thế là rồi chúng ta phân loại thử. Đấy, thì xin mời em, xin mời Tài đấy. Dạ thưa là cái liệu mà dựa vào lâm sàng với đoạn thì cả nhóm thì cộng chung vào mức độ trung bình thì với cái này có cái đặc biệt tức là có phải phát trong một cái đợt trong một cái đợt những, gọi là trong đợt ngộ độc ăn thì một là một một trong những cái bắt đầu của một cái IBS. Rồi, như vậy thì em cũng phát hiện được cái đặc biệt đó. Tức là IBS có rất nhiều trường hợp là người ta khởi phát cũng không biết được khởi phát từ lúc nào. Có nhiều bệnh nhân người ta đến với mình thì bệnh nhân này người ta còn nhớ, nhưng có nhiều bệnh nhân thì người ta không còn nhớ nữa đâu. Đấy. Ví dụ như ta đã 3, 5 năm rồi thì có khi người ta cũng không nhớ là họ khởi phát từ đâu. Đấy. Nhưng thông thường những bệnh nhân này tính ra là cũng mới, cho nên họ vẫn còn nhớ là sau một chuyến đi, với lại hơn nữa là nó kèm với lại một cái sự cố của họ, tức là họ đi du lịch. Đấy, họ đi du lịch và các nước châu Âu á, các nước châu Âu rồi Bắc Mỹ thì họ đi đến các nước đang phát triển, ví dụ như Mexico vẫn là nước đang phát triển, Trung Quốc vẫn là nước đang phát triển thôi. Chúng ta thì cũng mới bước vào nhóm đang phát triển, như trước đây chúng ta là nhóm chậm phát triển, under developed. Cho nên là thường thường mấy cái nước đang phát triển thì cái tỷ lệ mà các bệnh mà nhiễm trùng á, các bệnh mà liên quan tới thấy như ngộ độc thức ăn và viêm dạ dày ruột cấp thì rất là hay gặp, nhất là đi ăn các thức ăn đường phố rồi các thức ăn lạ thì về nó bị. Thì đối với châu Âu là cái này là một cái dịch tễ rất quan trọng, nhưng mà đối với chúng ta thì cái chuyện này thì nó lại là không phải quá quan trọng. Và nhiều hồi chúng ta không nhớ bệnh nhân, chúng ta không nhớ bệnh nhân, chúng ta nằm ở ngay cái vùng rồi, dịch tễ rồi, chúng ta ngay vùng dịch tễ. Đấy. Cho nên nhiều lúc họ không nhớ. Thông thường rất nhiều bệnh nhân mà có cái tiền sử này nó cũng gợi ý cho chúng ta rất là nhiều. Cái này người ta gọi là port infections, IBS đấy, BI IBS. Như vậy đây là một cái đặc điểm nó cũng gợi ý. Mức độ trung bình thì cái nhận định của em như thế cũng đúng rồi đó. Vì bệnh nhân này bắt đầu có cái dấu hiệu của lo lắng rồi. Tới họ cũng đi rất là nhiều bác sĩ thứ ba rồi, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa rồi. Còn trên thực tế chúng ta gặp được vô số luôn. Ở Việt Nam chúng ta mới gặp cái gặp không phải bác sĩ thứ ba đâu. Mà gặp là có nhiều họ người họ đi hết bệnh viện này tới bệnh viện kia. Họ soi cũng 2-3 lần luôn. Chứ không phải là một hai lần. Thì nhưng mà tất cả đều là không có cái kết quả gì hết. Cho nên khi khám bệnh nhân IBS thì chúng ta cần phải thứ nhất là phải hỏi tiền sử, thứ hai là chúng ta phải coi lại các cái kết quả khám của bệnh nhân ở các lần khám trước của các bệnh viện trước hoặc là của các cơ sở y tế trước, để mà chúng ta chắc chắn chúng ta loại trừ những cái bệnh thực thể. Đấy, những cái bệnh thực thể, một trong những cái bệnh thực thể quan trọng đó là cái ung thư đại trực tràng. Đấy, ung thư đại trực tràng, những cái bệnh thực thể đó là chúng ta tránh bỏ sót trước, bởi vì đó là cái bệnh mà chúng ta chậm một bước, chậm một vài tháng thì nó có bất lợi cho bệnh nhân, tiên lượng bệnh nhân nó xấu hơn. Các cái bệnh khác ví dụ chúng ta lỡ nhầm thì cái hậu hậu quả nó không 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 lớn nhiều bằng.
ví dụ như một IBD thì IBD chúng ta có trả chậm lên một tí thì nó cũng còn đỡ hơn chút, hay là một cái viêm đại tràng vi thể chúng ta chậm đi một vài tuần một vài tháng thì nó cũng không nhiều, nhưng mà cái ung thư đại trực tràng là cái mà chúng ta không nên bỏ sót, do vậy các cái triệu chứng mà khi nãy em nói đó, tức là alarm đấy, alarming system đấy, rất là quan trọng. Cái này thì chúng ta cũng loại rồi, vì nhân có nội soi được nữa rồi nên chúng ta cũng an tâm. Nhưng mà có một cái nữa thầy cũng muốn trao đổi với em thêm, tức là có một cái mà thấy trường cũng trình bày đó là cái viêm đại tràng vi thể, thì các em có nắm được cái bài này chưa? Có bạn nào trong trong này chúng ta có nói đấy, các em cũng được giới thiệu, cũng có nói về cái viêm đại tràng vi thể. Bạn Bùi Hồ Nhật Thanh, dạ alo, Bùi Hồ Nhật, rồi dạ dạ anh chỉ mới tìm hiểu sơ sơ thì em biết cái viêm đại tràng vi thể này là kiểu cái bệnh là bệnh di truyền xảy ra ở cái vị trí vùng đại tràng bị sưng lên với lại bị nhiễm trùng, gây ra cái tiêu chảy mãn tính với lại đau quặn bụng. Thực ra mà nói thì cái viêm đại tràng vi thể thì trước đây người ta ý nghĩ là nó ít, nhưng mà các cái tài liệu gần đây các em thì người ta bắt đầu nói đề cập tới cái viêm đại tràng vi thể, tức là cái viêm đại tràng vi thể này, tức là đại thể chúng ta không thấy, tức là soi đại tràng chúng ta cũng gần như chúng ta cũng không thấy được cái gì, và nhìn cũng thấy bình thường, tức là có thể nói là nó rất giống với lại là cái hội chứng đục kích thích. Tuy nhiên đa số nó là tiêu chảy chứ nó không có cái táo bón, đa số nó tiêu chảy. Bệnh nhân này là thường là đây là một cái trường hợp nội, bệnh nhân này cũng là đau bụng và tiêu chảy này, cho nên chúng ta cũng phải rất là cẩn thận trong cái viêm đại tràng vi thể. Đấy, viêm đại tràng vi thể thì chúng ta phải chẩn đoán bằng cái sinh thiết, tuy nhiên nó cũng có những đa số các viêm đại tràng vi thể thì có nguyên nhân do thuốc. Đấy, nó có vài cái đặc điểm gợi ý, ví dụ như thường nó có thể đau về đêm, nó đi cầu thường là nhiều lần hơn, đó là những cái lâm sàng nó gợi ý hơn. Nhưng mà cái chính cái quyết định khi mà chúng ta nghi ngờ thì chúng ta phải làm cái sinh thiết. Đấy, sinh thiết đại tràng. Thầy ơi, cho em hỏi là đối với cái viêm đối với cái sinh thiết thì mình có phần trăm bao nhiêu là mình chẩn đoán được không thầy, hay là sinh thiết là sẽ chẩn đoán được à? Ý là có khi nào mình không sinh thiết trúng cái vùng đó không à? Hay là nó là viêm viêm đại tràng vi thể thì đa số nó là ở vùng cái khu vực đại trực tràng ha, khu vực trực tràng thì cái vùng đó là nó nhiều hơn em, nhưng mà nó đều có thể là xảy ra trên toàn bộ các khung đại tràng, vì đại tràng mà, cho nên là vẫn có những cái sinh thiết ngẫu nhiên. Hiện nay thì nó vẫn chưa có những cái guideline chính thức để hướng dẫn cái sinh thiết trong cái chẩn đoán và viêm đại tràng vi thể. Hiện nay vẫn chưa có những cái guideline chính thức, tức là gần đây thì bắt đầu người ta thấy như thế, nhưng mà để có chưa có guideline chính thức về cái viêm đại tràng vi thể thì nó chưa có. Cho nên là để nói là cái tỷ lệ thành công trong cái việc chẩn đoán thì bao nhiêu thì hiện nay nó cũng chưa có những nghiên cứu để mà xác định cái này, nhưng mà chúng ta cũng hiểu là như vậy. Như vậy viêm đại tràng vi thể là một trong những cái bệnh mà nó giống với lại IBS-C và nó cũng giống với lại IBD. Đấy. Và thậm chí viêm đại tràng vi thể cũng được xếp như là một cái IBD. Đấy. Được xếp như IBD, có thể được xếp rồi như một IBD. Trong nhóm là đại viêm đại tràng. Thầy ơi, nếu trước thì mình điều trị đối với bệnh nhân viêm đại tràng vi thể thì nếu mình không chẩn đoán ra mà điều trị như IBD, IBS-D thì mình có nó có cải thiện triệu chứng không ạ? Đương nhiên nó cũng có thể cải thiện triệu chứng chứ, bởi vì mình cũng làm giảm cái tiêu chảy, chỉ có cái là mình sẽ không đi vào được cái nguyên nhân cốt lõi, không đi vào được cái nguyên nhân cốt lõi của bệnh. Bởi vì cái nếu mà chúng ta chẩn đoán được viêm đại tràng vi thể thì hiện nay thì trên thế giới đã có những cái thuốc corticoid và tại chỗ đó là budesonide,
Thì các em biết là cái thơ corticoid tại chỗ thì cái tác dụng phụ nó thấp và hiệu quả nó rất là cao, cho nên là nó sẽ khá là hiệu quả. Chứ còn chúng ta dùng với corticoid toàn thân nó vẫn hiệu quả chứ không phải là không hiệu quả, nhưng mà lâu dài thì cái tác dụng phụ nó rất là không tốt. Cho nên thường ở đó chúng ta phải cố gắng chẩn đoán cho chính xác rồi sau đó chúng ta dùng các con tivi tại chỗ. Hiện nay Việt Nam thì chưa quan tâm nhiều, cho nên là các ngay cả cái thuốc con tivi tại chỗ chúng ta cũng chưa có. Cho nên về mặt lý thuyết thì chúng ta nắm như vậy, nhưng lâu dài thì chúng ta cũng phải tính cái đường mà chúng ta triển khai cái này để chúng ta tránh bỏ sót những cái bệnh nhân như vậy. Dạ thưa, cho em hỏi là cái viêm đại tràng vi thể này là thường gặp với những cái đối tượng nguy nhất đó thầy? Thường là người ta hay thấy một số bệnh nhân có cái dùng thuốc đây, thường thường là dùng thuốc, đặc biệt là những cái nhóm mà dùng các cái thuốc mà những cái thuốc chống trầm cảm mà là cái ức chế serotonin có chọn lọc đó, cái đó cũng là một trong những cái mà nó có gây ra cái viêm đại tràng vi thể. Đương nhiên cũng có một vài bệnh nhân mà người ta cũng không tìm được cái nguyên nhân, không tìm được nguyên nhân, nhưng mà cái này nó hay, cho nên trước đây người ta cứ nghĩ là viêm đại tràng vi thể là chủ yếu là do thuốc, cho nên là nếu không có vấn đề thuốc thì người ta cũng không quan tâm. Nhưng mà sau này thì người ta cũng phát hiện nhiều cái trường hợp, nhất là gần đây các cái y văn gần đây và các cái hội nghị gần đây của thế giới thì bắt đầu người ta thấy có nhiều trường hợp viêm đại tràng vi thể chưa tìm được cái nguyên nhân, chưa tìm được nguyên nhân em. Thì thầy đây là một trong những cái lĩnh vực thầy cũng rất quan tâm, cũng đang đang nghiên cứu để tìm để bổ sung về cái nhóm này. Đây là một và trong mà các cái hội nghị của thế giới gần đây người ta bắt đầu đề cập tới cái này. Trước đây người ta nghĩ rất là hiếm, người ta nghĩ rất hiếm, bởi vì chúng ta cũng ít khi chúng ta thân thiết đại tràng, và khi mà chúng ta nhìn cái đại tràng bình thường thì chúng ta không có thực hiện cái chuyện đó. Thế nên là chính vì vậy mà chúng ta không chẩn đoán được gì bệnh nhân. Bây giờ trừ thì chúng ta trong đầu chúng ta bắt đầu phải nghĩ tới cái bệnh này. Đấy, hiện nghĩ tới nó thì chúng ta sẽ làm, và làm thì bắt đầu nó cũng cao. Đấy. Một một trong những cái mà người ta thấy tỷ lệ của cái viêm đại tràng vi thể bắt đầu cao lên là bởi vì các bác sĩ bắt đầu nghĩ tới cái này, và nghĩ tới thì bắt đầu mới làm chẩn đoán. Rồi thôi thì tiếp tục chúng ta quay về lâm sàng. Cái này là cái khó nhất, là trong cái của các em chưa học điều trị, nhưng mà cái khó nhất là làm sao để bệnh nhân tin tưởng á, tạo được cái quan hệ thầy thuốc bệnh nhân á, rất là quan trọng. Chúng ta phải nắm rất vững đây, giải thích bệnh nhân rất rõ ràng, khám bệnh nhân rất tỉ mỉ, thì người bạn người ta mới tin đây. Chứ các em thì kiến thức thì thầy thấy nó cũng không 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 đến nỗi rồi, chứ không phải đơn giản là thấy trường là kiến thức tốt đấy, nhưng mà để là đứng trước một bệnh nhân để họ tin tưởng mình đấy, thì không phải đơn giản, không phải đơn giản đấy. Cho nên cái nhiều hồi cái chỉ có vài câu thôi, nhưng mà các em làm cả đời, làm cả đời mới thành công được, phấn đấu cả đời thì mới đạt được cái độ gọi là độ thâm sâu của nó. Cái câu mà thiết lập mối quan hệ bệnh nhân và Cường có lấy ra 10 12 cái tiêu chuẩn đấy, 12 cái tiêu chuẩn đó, mà hướng dẫn của Rome 4, để mà với bất kỳ một cái rối loạn tiêu hóa chức năng nào thì chúng ta cũng có thể áp dụng được, chứ không riêng gì em bé. Bởi vì cái IBS chẳng qua cũng là một trong những cái bệnh tiêu hóa chức năng mà chúng ta thường gặp thôi, chứ nó không phải là toàn bộ. Nhưng mà cái nguyên tắc 12 cái nguyên tắc mà tiếp cận về xây dựng cái mối quan hệ thầy thuốc bệnh nhân á, thì có thể áp dụng cho tất cả các bệnh tiêu hóa chức năng, trong đó có IBS. Và các em đương nhiên còn một cái bệnh nữa mà các em cũng gặp mà hiện nay chúng ta cũng chưa được, các em cũng chưa được có cái bài này, đó là cái bài mà functional, gọi là functional dyspepsia. Em đọc cái rom 4 này thì các em sẽ biết cái đó. Cái đó trong chương trình của chúng ta này không có, nhưng mà thầy nghĩ là mai mốt chắc cũng phải tính đưa vào trong cái chương trình tiêu hóa, vì cái bệnh tiêu hóa chức năng này khá nhiều. Đôi lúc chúng ta cứ ngờ miết là bệnh nhân mắc bệnh thực thể, nhưng thực ra mà nói thì bệnh nhân là một cái bệnh tiêu hóa chức năng đấy, nhưng mà không được mà được gán qua một cái bệnh thực thể, gán qua bệnh thực thể.
Thì cái phần thầy có thể chia sẻ cho các em một cái một tiếng được không? Mình còn một cái chuyên đề là IBD nữa phải không? Đúng Dạ không? thầy, dạ. Một cái chuyên đề IBD nữa rồi. Các em thấy slide chưa? Dạ rồi ạ. Rồi thấy slide ấy. Thầy sẽ chia sẻ cho các em một cái để cho thực hành lâm sàng nhé. Lý thuyết thì thầy nắm cũng chứng chắc rồi. Ca lâm sàng vừa rồi chẩn đoán được rồi. Cái đó là cái mình thử thử cái bài trắc nghiệm này đây. Rồi, cái này thì các em đánh trắc nghiệm vô câu nào. Bạn Huyền đi, bạn Huyền đánh thử giải thích cho các bạn. Dạ thầy, em nghĩ là trên bệnh nhân này thì cái triệu chứng đau bụng là hai đau bụng tái phát là triệu chứng nổi trội nhất của bệnh nhân này, ủng hộ cho chẩn đoán hội chứng ruột kích thích được. Rồi Huyền tức là đánh A đúng không? Dạ. Rồi bằng thế nào rồi mà Trường đánh ra đánh thử đi, Trường này là nắm nhà rất là chắc đấy, đánh thử. Sau này lại bệnh nhân này là 38 tuổi, có đau bụng tái phát trong vòng 3 tháng. Thì em nghĩ cái triệu chứng mà sẽ là tiếp theo sẽ là câu C, cải thiện sau khi đi ngoài. Rồi câu C, còn bạn nào bạn khác nữa hỏi một cái bạn ngồi đi nhé. Mời bạn Quỳnh của nhóm 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 bốn đi, bỏ nhóm Quỳnh. Thưa thầy, là theo em thì em chọn con D ạ. Câu D tức là Thầy đi cầu phân là ra nhầy nhá, đi cầu phân nhầy đúng không? Rồi dạ. D. À, như vậy là ba đáp án rồi này. Rồi thầy hỏi tiếp một bạn nữa đi. À, bạn Bùi Hồ Nhật Thanh nhóm 6. Dạ em nghĩ là câu A này. Câu A. Rồi.
và cảm ơn em. Như vậy thì có hai bạn là A, một bạn C và một bạn là D. Đấy. Thì trường thấy nắm mà chắc là thấy nó thấy đấy, thầy sẽ cho cái kết quả. Đấy. Suy nghĩ thử. Vì sao là C? Vì sao là trường nghĩ là C? Dạ, theo em là nếu mà theo cái tiêu chuẩn để chẩn đoán thì nó ngoài đau bụng ra thì cái triệu chứng đi kèm với đau bụng phải là cải thiện, tức là nó phải đi kèm với lại đi ngoài nữa thì nó mới là IBS. Đấy, rất là đúng đấy. Tức là cái triệu chứng đau bụng của bệnh nhân đấy, thì trong tất cả các bệnh và đặc biệt là trong các bệnh tiêu hóa chức năng thì đau bụng đó chúng ta có thể gặp rất là nhiều bệnh. Ví dụ như là cái personal dysplasia nó cũng đau, nó đau thượng vị. Thế còn đau bụng của IBS có thể đau bất kỳ vào chỗ nào mà. Nó hay bị đau bụng dưới thôi nhưng mà cũng có thể nó đau không phải dưới bụng dưới mà nó đau trong dọc theo cái khung đại tràng và có thể đau ở ngay thượng vị luôn. Đặc biệt là những cái IBS mà IBS trùng lắp nữa, chồng lắm nữa. Tức là IBS phối hợp với lại một cái bệnh tiêu hóa chức năng khác. Đấy. Thầy hiện nay thầy đang có một cái bài gọi là bài xử lý trùng lắp các cái bệnh tiêu hóa chức năng trong một cái hội nghị ngày 25 tháng 9 đây. Thì những cái trường hợp như vậy thì chúng ta sẽ gặp. Và triệu chứng rất quan trọng của đau bụng mà đặc trưng cho hội chứng đột kích thích đó là liên quan tới đi ngồi. Tức là nó có thể khi đi ngồi thì đau bụng nó tăng lên, hoặc khi đi ngồi đau bụng nó giảm đi. Nó phải có cái đặc trưng này. Đây là một cái đặc trưng của IBS. Đấy. Còn gần như các tiêu chuẩn trên thì nó đủ tiêu chuẩn rồi. Đau bụng thì có nhiều trường hợp kia nó cũng đau bụng mà. Cho nên là cái A thì nó cũng sẽ. Còn đi cầu trắc nhầy thì nó không phải là đặc trưng. Nó hay kèm với lại đi cầu trắc nhầy là đúng. Nhưng mà không phải là đặc trưng. Phải là đặc trưng. Mà đặc trưng đó là improvement, là liên quan tới đi ngoài, liên quan tới đi ngoài, tức là nó có thể là tăng lên, cho nên relay. Trong cái ROM 4 thì người ta nói là liên quan tới đi ngoài. Trong ROM 3 và ROM 2, ROM 1 thì người ta chỉ nói tới là improvement with defecation thôi, tức là giảm đi sau đi ngoài. Nhưng mà theo thời gian thì người ta thấy là có nhiều trường hợp là sau khi đi ngồi nó lại khó chịu thêm chứ không phải là nó dễ chịu đi. Cũng có nhiều trường hợp. Và tại thực tiễn của thầy thì thầy cũng gặp rất là nhiều bệnh nhân sau đi ngồi nó vẫn còn đau thêm nữa. Rồi sau đó là nó mới giảm. Còn nhưng mà đa phần thì bệnh nhân là giảm khi sau khi đi ngồi đa phần. Đó. Nhưng mà có một vài bệnh nhân, một ít là nó sẽ tăng lên ngay sau đi ngồi đó, rồi sau đó nó mới giảm. Đấy. Cho nên giờ trừ cái ROM 4 thì người ta nói tới là liên quan tới đi ngồi. Đây là một dấu hiệu đặc trưng của đau bụng. Ngồi cái câu chuyện là không có bệnh thực thể rồi thì riêng về cái chẩn đoán triệu chứng là các em phải khai thác kỹ cái này. Mà không có đau bụng là các em nên nhớ là không có đau bụng là không phải hội chứng được của thất nghe. Cho nên nó phải có hai cái tiêu chuẩn rất rõ, tức là đau bụng và đau loạn đại tiện, chứ không có hai cái đó thì không được. Đó là chắc chắn này. Chỉ có là rối loạn đại tiện theo kiểu là tiêu chảy hay là táo bón hay là phối hợp, mà cái quan trọng là cái nào nhiều hơn thôi. Chứ còn có nhiều bệnh nhân họ vừa cả không phải là táo bón không đâu, mà cũng không phải là tiêu chảy không, chỉ có cái nào nhiều hơn. Và tiêu chuẩn của mình á, là chẩn đoán là trên 25% á, tiếp nào là trên 25% là khi nãy bằng trường vừa giới thiệu đấy, chúng ta dựa trên cái biểu đồ đó, trên 25% để chúng ta phân ra bốn cái tiếp. Chứ còn bệnh nhân đều có hai cái triệu chứng là táo bón và tiêu chảy hết, chỉ có nhiều và ít thôi. Đấy. Tiếp này thì cái này nhiều, tiếp kia thì cái kia nhiều. Đấy. Vậy thôi. Vậy thì đấy là cái mà các em cần phải lưu ý nhé, rất quan trọng.
tự đánh thêm một bài test nữa đi ha. Đấy, thì các em học chẩn đoán mà, chẩn đoán các em là chẩn đoán là để phải nhấn mạnh những cái điểm mà các em cần phải khai thác với bệnh nhân để mà chúng ta chẩn đoán. Để chẩn đoán cái này thì nó là một cái bệnh cũng do thỉnh thoảng chúng ta gặp thôi. Đấy, nhất là khi làm đại tràng thì chúng ta cũng gặp phải, nhưng mà thôi cái này để sau đi. Cái này thì liên quan tới điều trị rồi. Em chưa học cái bài mà tám bốn mà như vậy là được một cái, như vậy cũng được rồi. Như vậy thì với bài này thì các em còn có cái ý kiến gì nữa không ạ? Thầy thấy là cái nhóm chuẩn bị rất là tốt đấy, kiến thức rất là tốt. Qua ca lâm sàng này thì các em cũng nắm thêm được rồi nhiều, và đặc biệt là cái câu trắc nghiệm đó là cái câu để mình nhấn mạnh cho các em thấy là cái đặc trưng về chẩn đoán của hội chứng ruột kích thích là chẩn đoán lâm sàng. Còn các cái phương tiện cận lâm sàng chúng ta làm mục tiêu là để loại trừ các bệnh thực thể thôi, các bệnh thực thể, chứ không phải là mục tiêu để chẩn đoán xác định. Nên các bài tại đây là cái khó nhất hiện nay đối với các bệnh tiêu hóa chức năng, tiêu hóa chức năng. Rồi như vậy thì thôi chúng ta nghỉ tí hả? Mấy giờ rồi? 1 giờ mà 5 phút. Như vậy mình nghỉ khoảng giờ 5 phút. Vậy khoảng tới 9 rưỡi vậy. 9 rưỡi cái mình làm tới 10 rưỡi. Đấy, 9, đúng 9 rưỡi các em vào nha.